Trung xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng hôm nay được sự hữu duyên ở bên phía một người anh, thì hôm nay Trung cũng xuống cái khu bếp không đồng. Khu bếp này thì có một cái câu xì lim tôm, Trung gọi tắt là cái câu xì lim tôm, đó là bếp không sợ chết ha cô chú anh chị. Đây là những cái suất gao nè, những cái suất gao thì tí nữa sẽ thành phẩm ra những cái suất ăn để mà cho gửi tới bà con mình. Trung sẽ đi vào sâu bên trong hơn nữa. Đây là cái chỗ mà cô chú mình làm thịt để mà nấu những cái suất ăn. Trung xin phép quay một vòng. Bà con ở đây thì cô chú anh chị đây làm cái công việc thiện nguyện thì rất vui vẻ luôn. Đây là những phần gao ha. Đây là những chị làm cái công tác từ thiện. Từ ngày mà dịch bùng phát tới giờ thì các anh chị phải làm xuyên suốt những cái phần ăn để mà gửi tới bà con mình ở khu cách ly, những cái chốt chặn, những cái hoàn cảnh khó khăn. Phía bên trong này là bếp ha cô chú anh chị. Bếp ở đây thì sáng sớm hôm nay ở phía má 6 có hỗ trợ anh em làm cái công tác chuẩn bị để cho bà con đó, có hỗ trợ cho anh em là làm bún riêu. Dạ con chào má 6 ạ. Sáu phải lo cho con cháu trước đi, rồi sau đó lo cho xã hội cộng đồng ở ngoài. Dạ thì mình có sức khỏe thì mình mới lo được cho bà đúng con rồi. Được. Đây là 2 giờ đêm luôn á, phục vụ một ngày 3 bún cử vậy đó. Đây là cái nồi bún riêu do chính tay má 6 làm luôn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn ha cô chú anh chị. Đây là gian bếp ha. Trung cũng xin phép quay sơ lược một vòng thôi. Thì tí nữa thì Trung sẽ quay nhiều hơn nữa. Hiện tại thì Trung cũng hỏi thông qua ở chỗ anh Thố. Thì bếp hiện tại không nhận tiền hết cô chú anh chị, không nhận tiền hay là nhận nhu yếu phẩm của bà con. Đặc biệt thì nếu mà các cái khu mà trồng trọt chăn nuôi gặp cái khó khăn do cái tình hình dịch Covid mà không có buôn bán được lương thực phẩm thì nhóm sẽ hỗ trợ thu mua lại cái phần lương thực thực phẩm đó, chứ không có nhận tiền hết cô chú anh chị. Trung xin phép quay sơ qua một đoạn gì ha, rồi tí nữa thì Trung sẽ cập nhật sau nữa. Xin chào cô chú anh chị. Sau khi được má 6 hỗ trợ đãi cho một tô bún riêu ngon lành thì bây giờ cô chú ở đây bắt đầu bắt tay vào cái công việc để mà chế biến các món ăn. Đây là những hình ảnh của cô chú anh chị, đây làm việc rất là nhiệt huyết luôn hả cô chú anh chị. Thì các anh chị cô chú ở đây làm việc rất là vất vả. Đây là má 6 thì là một người cô có tấm lòng rất là bao la. Má thì đứng bếp xuyên suốt. Đây là má đang làm cái phần thịt kho tàu hũ. Nhìn cái nồi thịt kho tàu hũ rất là ngon luôn nè cô chú anh chị. Đây là những suất ăn mà nghĩa tình má 6 cũng như là anh em trong nhóm không sợ chết để mà gửi tới cô chú anh chị mình đang thực hiện cái việc cách ly, cũng như là cô chú anh chị đang thực hiện cái việc mà trực chốt. Con lấy ớt đi con. Thì phía bên ngoài thì sau khi ăn uống xong thì ở đây anh chị bắt tay vào cái công việc, ví dụ như đây là lặt rau nè. Lặt rau ha. Tiếp tục làm xuyên suốt luôn. Đây thì cũng có vài bạn trẻ cũng hỗ trợ dài ra khu ở bên ngoài. Cô chú ở đây thì làm việc rất là xuyên suốt luôn để mà cho nhanh chóng kịp thời hỗ trợ tới bà con mình những suất ăn sớm nhất. Đây là những phần bắp khô, bắp hang. Bắp này mình lột ra để nấu gì hả chú?
Luộc lại đó, lọc ra để cho người ta. Dạ, à, mình lọc ra rồi mình luộc lại. Không, lọc ra vô bọc đem cho. À, đem cho ha. Cho những người người ta trong dạ. Cái cách ly nó kẹt không đỏ. Dạ. À, đây là những cái phần bắp. Thì ở ngoài nó có xấu xí một tí ha nha, cô chú anh chị. Nhưng mà khi lột ra thì vẫn còn ăn được ha. Cái vỏ bên ngoài thì nó bị do để chắc ngày chắc nước mưa nó bị ẩm thôi ha chú. Dạ. Nó thì sau khi lột ra thì nó sẽ trắng như vậy nè. Cô bên đây thì cũng làm pha lan. Cái khu bếp. Chú bên đây thì làm những cái phần thịt heo. À, heo để chế biến sạch sẽ. Ở đây thì cô chú làm cái công việc này thì rất là sạch sẽ luôn, để mà gửi tới bà con mình những cái suất ăn mà ngon nhất có thể. Ở đây thì có thể nói là không ai quen biết ai, hoặc là bà con thân thích dòng họ gì hết. Mọi người thì tập trung lại đây có cái tấm lòng hảo tâm để mà giúp đỡ bà con thôi. Đây á cô chú anh chị, sau khi má Sáu đã chế biến xong cái nồi kho thịt tàu hũ thì sẽ đem vào cái khu vực này để mà xuất ra những cái suất cơm cho bà con mình chia ra ha. À, khu vực này thì rất là sạch sẽ luôn, không gian rất là thoáng mát. À, thì sau khi đem ra đây thì sẽ múc chia ra từng phần để mà hỗ trợ cho bà con mình. Dạ cứ tự nhiên không sao hết ạ. Dạ. À, đây là một cái bảng mà chia ra, cũng như là một cái thực đơn để mà chia thành các khu hơn của chú anh chị. Đó, thì ở đây cô chú anh chị đây hỗ trợ hết bao nhiêu đây. Đó, có điều dưỡng, khoa điều dưỡng, tất cả. Sau khi nấu xong thì sẽ có xe. Có xe anh chị sẽ đưa tặng nơi mà khu cách ly hoặc là các khu mà trực chốt rồi. Đó, cô chú anh chị. Sau khi đem vào bên đây thì ở đây chia rất là từng khâu. Từng khâu ha, rất là ngăn nắp luôn của chú anh chị. Đó, chia ra từng khâu để mà phân phát. À, phía bên đây là cơm nè, có những cái nồi cơm. À, có những nồi cơm của chú anh chị. Nấu bằng nồi cơm điện. Đó, của chú anh chị thấy đó, thì tí nữa thì cũng sẽ xuất cơm ra. À, hiện tại thì xuất những cái xuất phần thịt trước. Xuất ra những phần thịt trước. À, mới nấu là nóng hổi luôn hả cô chú anh chị. Cái gì? Này con chưa có gì. Chia ra. Rồi để chờ đi. À, một phần cơm của mình thì hiện tại thì gồm thịt kho với cái gì chị? À, thịt kho với canh ha. Dạ, canh tập tàn. Đây là một cái nồi thịt kho tàu hũ rất là ngon luôn. Câu bên đây thì cô chú, các anh bên đây, các anh ha, các anh sẽ xuất những suất cơm ra. Những phần cơm còn nóng hổi luôn. Đây là những nồi cơm. Bây giờ mình xuất ra mình lên phần luôn hả chú? Dạ, xuất ra lên phần. Dạ. Làm những phần cơm vừa chín tới vừa nóng hổi luôn cô chú anh chị. À, trong buổi sáng hôm nay thì mình phát hết mấy cái suất cơm rồi luôn không chú? Hết hết chắc nồi được luôn ha. Mấy
14 nồi, nồi thứ 14 dãy này mới là giờ 14 nồi. Dạ dạ. À có nghĩa là hồi sáng là đã có nấu trước rồi, à, mình nấu liên tục đi luôn. Nấu liên tục luôn. Dạ. Nấu liên tục bữa chiều. Dạ. Thì giờ các anh sẽ chia phần ra. Nó chia phần ra như vậy nè cô chú anh chị. Các anh chị ở đây thì làm việc rất là nhiệt huyết luôn. Sau khi xuất ra những cái phần cơm như vậy nè cô chú chị, thì nãy giờ Trung cũng có phụ ở trên chỗ mấy anh để mà ra cơm, ra những suất cơm. À, bên đây Trung sẽ quay cái nồi canh. Quay cái nồi canh ha, đây là cái nồi canh siêu to. Siêu to khổng lồ luôn, canh này canh bò ngót đó chứ. Canh bò ngót tép em. Dạ. Siêu to khổng lồ của cô Sáu. Dạ. Đây là canh cũng chính tay cô Sáu chế biến. À, mấy chị vô bọc ha, vô bọc ra những cái phần cơm như vậy. À, phía ngoài kia thì cũng có mấy anh làm cái công tác mà đang đi phân phát cho các khu. Canh rất là thơm đó cô chú anh chị. Các chị ngồi đây chia khu ra. À, phần cơm thì nãy bên kia Trung cũng có phụ mấy anh để mà phân ra. Ở đó Trung thấy có bánh nữa. Anh Thố, anh Thố cho em hỏi cái phần bánh đó là sao anh Thố? Cái phần bánh này là của ngoài Úc Hiền ở ngoài Hồng Sơn. Dạ, là của Úc Hiền. Dạ, của Úc Hiền. Dạ. Đó, gửi vô. Dạ. Là mình cũng phát cho mấy bà con mình luôn hả anh? Dạ. Đúng rồi. À, ngoài các cái suất cơm ra thì bà con mình còn được nhận các cái món bánh tráng miệng. Để dưỡng riêng nha. Đó, đây thì các anh chia phần ra nè, chia phần có ghi ra từng khu ha, gồm có cơm, canh, một phần bánh nữa ha cô chú anh chị. 40 cơm. Một cái không khí rất là ngăn nắp, trật tự đâu vào đó. À, dạ sau khi thì những cái suất cơm, những cái phần ăn đã ra đầy đủ hết á cô chú anh chị, thì cũng đã xong một cái buổi sáng và buổi chiều cho bà con mình có đầy sẵn. Và bên kia thì đã lên cơm cho buổi chiều hết cô chú anh chị. Buổi sáng thì cũng đã có các anh đi đem lại cho các khu cách ly và các cái chốt chặn. Thì đây là cũng đã ra hết rồi nè. Thì các anh chị ở đây nhìn rất là mỏi mệt luôn, ai cũng mệt lả hết rồi từ sáng sớm tới giờ. Đây là những hình ảnh. Thì nhân đây Trung cũng thông tin một ít cái thông tin về cái việc mà ở bếp ăn không đồng á cô chú anh chị. Thì hiện tại thì ở Gạch Giá có nhiều bếp ăn không đồng. Có một bếp thì tên là cô Sáu Thu. Và ở đây thì bếp ăn không đồng này thì là bếp ăn không đồng không sợ chết của bên anh Thố Thố, là do cô Sáu, cũng là cô Sáu, tên cô Sáu nữa cô chú anh chị. Thì cô Sáu ở đây thì ở đây anh chị đây gọi là má Sáu, gọi là má Sáu cô chú anh chị. Thì dạ cô Sáu Hoàng, dưới cô gì nãy anh Thố nói, dạ cô Út Hiền, dạ cô Út Hiền ở Hồng Sơn phát tâm làm cái những cái suất quà này. Thì không có, Trung cũng xin nói luôn là không nhận tiền hỗ trợ, không nhận tiền hỗ trợ và không nhận nhu yếu phẩm. Thì cô cũng phát tâm, ví dụ như bà con chăn nuôi hay là trồng trọt gì đó, nếu mà có gặp khó khăn trong cái việc mà
tiêu thụ thì cô ở đây má Sáu sẽ hỗ trợ cho bà con mình và đem về bếp này để làm những cái phần ăn cho bà con mình ha. Thì bà con mình cũng nên nắm gõ như vậy. Còn ở phần cô Sáu Thu thì cũng là một ở bếp khác nữa, không phải là ở bếp này hả cô chú anh chị. Thì sáng giờ thì Trung cũng quay vòng vòng cái khung cảnh ở nơi mà cái bếp của má Sáu. Đó, thì hiện tại má Sáu đang ngồi ở ngoài trước đang ăn cô chú anh chị. Sáng giờ thì má Sáu cũng đã nấu những cái suất ăn này nè, rất là cực rồi. Má Sáu cũng đói bụng cho nên là ngồi ở ngoài ăn một tí. Dạ, thì Trung cũng xin thông báo như vậy là ở má sáu là khác ha, còn ở chỗ cô Sáu Thu là khác, thì cũng mong cô chú mình cũng hiểu ở vấn đề đó để tránh hiểu lầm này kia. Thì những cái suất ăn cho buổi chiều cũng đã xong hết rồi, đâu giờ đó ngăn nắp cô chú anh chị. Tí nữa thì Trung sẽ quay thêm nhiều cái phân đoạn nữa cho cô chú anh chị mình xem. Dạ, sau khi mà phát lên cho mình bộ đồ bảo hộ thì ở đây Trung cùng dạ, ông hoài mấy đứa ơi. Không sợ chết sẽ tiến hành vào các khu cách ly và các chốt chặn để mà phát những cái suất cơm ở đây để cho bà con cô bác mình dùng hết cô chú anh chị. Bây giờ Trung cũng mời cô chú anh chị mình đi để mà trải nghiệm một ngày ở cái bếp. Mẹ đồ mòn. Dạ, bây giờ Trung mời cô chú anh chị. Mẹ lúc đó. Giờ hiện tại thì anh em Trung đã tới khu cách ly, là cái khu phong tỏa đó cô chú anh chị, để phát những cái suất cơm chiều nay cho cô chú anh chị đang cách ly ở trong này. Thì có bên cán bộ sẽ ra ngoài để mà nhận cơm đó cô chú anh chị. Thì tiếp tục anh em sẽ lên đường qua các cái điểm khác. Trên xe hiện tại thì đang đi, đây là có 4 anh em của Trung. Đây, đều trang bị những đồ bảo hộ, bao tay rồi rất là kỹ luôn hả cô chú anh chị. Đây là anh tài xế siêu cô te. Chưa có người yêu luôn anh tài xế? Chưa. Để em làm mai luôn. Mai có 3 đứa con. Dạ. Bắt lên xe đi. Không có ai luôn. Kế tiếp thì anh em của bên nhóm không đồng sẽ phát cái suất cơm tiếp theo. Đây là suất ăn cho mấy cái anh trong chốt á, ở đây thì dạ. Sẽ phát cho mấy anh trong chốt. Dạ. Thì đem những cái suất phân vô đây, những cái phần cơm vô đây, anh em sẽ phân ra cho những anh em trực chốt. Tới nữa thì mình đi tới trên đâu anh Tổ? Qua phần qua Vĩnh Quang và khu cách ly điều trị F0. Dạ. Rồi bây giờ anh em sẽ tiếp tục lên đường. Vĩnh Quang thì công an thành phố là chốt cũng là cái hẻm phong tỏa đó. Dạ. Gửi ở đó là gửi ra cái hẻm phong tỏa. Dạ. Mới ở trên đường Quang Trung. Thì khi qua lại sẽ có cái chốt ở ngay đường mặt cũ. Có Trường Nguyên. Bây giờ là qua bên trường khu cách ly. Dạ. Chỗ ký túc xá trường kinh tế kỹ thuật.
trường y đi mẹ đó, trường kinh tế, cái đó là cái ký túc xá của trường kinh tế kỹ thuật. Mẹ qua quanh kia qua đường đây thêm gấm công dịch, thằng kia nó chặn chốt lấy gì vô, vô được xe lớn mình vô được, xe nhỏ anh phải gì mà ô tô vô mình được. Cổng này luôn không? Cổng trên. Trên này. Cái túc xá nằm trên. Có cổng này cũng trên. Cũng có lẽ. Cái này cũng nữ. Cái này nữ. Sao không có gào ở trên hả? Thì có đi tạm thời à. Cái này là cũng như là mấy người ở Hồ Chí Minh về. À, cái này là hôm bữa rước mấy người từ Hồ Chí Minh về. Hồ Chí Minh về. Địa điểm tiếp theo anh em của nhóm sẽ đi vào bên ký túc xá của trường kinh tế kỹ thuật để mà phát những cái suất cơm tiếp theo cô chú anh chị. Thì bà con mình hiện tại đang cách ly tập trung ở trên này nè cô chú anh chị. Sẽ có người mang cơm vào phân phát cho bà con bên trong. Bên đây là mình hỗ trợ đồ ăn. Dạ. Mình sẽ chỉ hỗ trợ đồ ăn thôi. Đúng rồi, bên họ sẽ hỗ trợ tiếp cho mình cái phần cơm. Dạ. Đây là trường Cao đẳng Kinh tế Kiên Giang, ký túc xá. Thì anh em đang trên tuyến đường đi đến bệnh viện đa khoa cũ, khoa ung bú. Được bệnh viện dã chiến để điều trị không? Dạ, ở phía trước đó là có cái bệnh viện dã chiến để mà điều trị F0 đó cô chú anh chị. Đây là ngay cầu đúc. Thẳng luôn. Bệnh viện cổng 2 hả? Đây là trước cửa cổng bệnh viện đa khoa cũ Kiên Giang. Ở đây là chỗ F1. Khu này là khu F1. Đúng rồi. Khu F1 đã phát rồi. Đây ba mà. Không có chỗ cũ mình đó trời, chỗ cách ly cũ đó, đi hoài mà không biết. Chỗ cách ly F1 cũ đó. Rồi bây giờ ấy thì chị cho để được chị không. Giờ F1 nó đâu không. Mấy cái F1 rồi bên gì. Đây, cổng này khu này là đang điều trị F0 luôn hả cô chú anh chị. Đây là cổng sau, cổng sau của bệnh viện đa khoa cũ, nơi điều trị các ca F0 tại Kiên Giang. Để xuống đi. Dạ, để cơm chiếc chữa cửa thì có ở trong ra lấy ha. Tiếp theo thì anh em nhóm sẽ giao cơm ở bệnh viện Bình An. Có người ra lấy cơm.
tối nay đi anh Tường. Tối nay đi phát cháo chốt. Vậy là xong rồi phải không anh? Vậy là xong, mình xong rồi. Dạ. Xong tiếng nghịch giá. Dạ, sau khi xong cái tiếng nghịch giá thì có tới 2 xe phát nữa của chú anh chị. Xe bên chỗ chung đi thì phát cũng đã xong rồi. Tối đêm nay thì tiếp tục phát cháo cho các chốt chặn. Mấy anh bên dân quân dưới bên phía công an. Tối đêm nay thì chung sẽ chia sẻ tiếp để cho cô chú anh chị mình xem ha. Sau khi mà chung với cùng các anh đi phát xong những cái suất cơm buổi chiều thì đây má Sáu chuẩn bị tiếp tục cái nồi cháo ha, cái nồi cháo cho tối nay cho các anh trực ở các chốt. Dạ. Là suất cháo tối đêm nay sẽ có 500 phần, 500 phần cháo của chú anh chị. Đây là nồi cháo lòng do chính tay má Sáu nấu luôn. Má Sáu thì nấu đồ ăn rất là ngon luôn cô chú anh chị. Tại vì hôm nay thì Trung cũng dạ, hôm nay thì Trung cũng đã thưởng thức được những cái món ăn của má Sáu nấu rồi. Đây là còn lòng để luộc. Đây chuẩn bị hấp tiêu cho bà con đi, tên bà nói cho nên dạ. Em trời ơi, nhìn rất là ngon luôn. Toàn là những đồ ăn ngon không. Má Sáu thì rất là chu đáo cho anh em ở đây luôn hả cô chú anh chị. Đó, phía bên này thì các chị sẽ làm chả. Chả để mà bỏ vô cháo. Sáng trưa chiều đều vậy thì cũng phân theo các khâu. Các khâu luôn hả cô chú anh chị. Gạo cải thì cũng cập nhật liên tục, cá thì đã để sẵn ngoài kia rồi, chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục. Đây, phía bên đây là cái khâu làm thịt, khâu làm đồ lòng để mà chuẩn bị những sức cháo cho tối hôm nay. Anh đừng quay em nha, mất chỗ nha. Dạ, yeah. Quá ngại luôn hả? Trời ơi là trời bầu mà. Đó thì Trung sẽ cập nhật thêm nữa cô chú anh chị. Thì bây giờ Trung mới về thì để nghỉ ngơi một tí. Thì có gì thì Trung xin phép được cập nhật sau nữa. Dạ xin chào cô chú anh chị. Buổi chiều hôm nay thì mọi cái công đoạn buổi sáng cũng đã hoàn thành xong. Ví dụ như là phần cơm buổi sáng và buổi chiều thì ở đây cô chú anh chị mình cũng đã chuẩn bị xong cho bà con mình rồi. Tiếp đây là cái kho ha. Cái kho mà để lưu trữ lương thực thực phẩm. Và gạo, các cái nhu yếu phẩm để mà gửi cho bà con mình đang gặp khó khăn. Ở đây thì Trung cũng đi vào trực tiếp ở bên trong kho. Đây là kho chứa gạo và nước mắm để mà ở bên phía má Sáu với các cô chú anh chị đây gửi tới bà con mình. Và dưới cô Hiền ha. Đây là nước mắm này là nước mắm ngon hả cô chú anh chị. Đây là những phần nước mắm ngon luôn nè. Gạo thì là cũng là gạo loại nhất, loại thơm. Đây những cái suất gạo. Ngày mai thì má Sáu cũng có phát tâm gửi tới bà con mình ở cái khu mà khó khăn á, thì sẽ gửi những phần gạo tới đó. Bây giờ thì phía anh em sẽ mang ra đây. Mang ra đây để mà chuẩn bị chia phần ra. Đây thì má Sáu cũng có phát tâm hỗ trợ cho bên phía các anh trực chốt đồ bảo hộ. Đó, các cái đồ bảo hộ luôn ha. Má Sáu là lo từ A tới Z luôn. Có công chuyện luôn, cá về buộc xe nữa. Cá về luôn. Đây là cá cũng vừa tới luôn. Tới công chuyện luôn rồi. Trời ơi. Đó thì xe cá cũng bắt đầu về luôn ha cô chú anh chị. Lương thực thực phẩm thì luôn về tới tấp, đảm bảo là 100% đủ để mà làm những cái suất ăn cho bà con mình. Bây giờ thì các anh sẽ xuống cá luôn. Đó, cá thì những thùng như vậy nè. Đó, thì các anh sẽ tập trung lại để mà chuyển những cái phần cá này xuống. Rất là nặng luôn á cô chú anh chị. Hôm nay thì xuống đây trực tiếp mới biết được cái nỗi khổ của cô chú anh chị đây nè. Những đứa con sắp được khổ đây nè đó. Thấy cái chiều hôm nay mà
khi mà hoàn thành xong cái suất ăn buổi sáng buổi chiều thì má Sáu với bên phía anh chị em đây cũng hỗ trợ bà con mình cái suất ăn ban đêm, đó là cháo không cô chú anh chị. Xuống cá những cái thùng cá cái làm mặn luôn. Từ cái lưới đó mua là phải là cô Út là mua mặn để vô. À. Rồi ba chục người đó. Vô mà vô mà gia đình đó người gia đình luôn. Dạ. Thôi 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 còn làm ăn đúng không? Các anh đây thì rất là mệt nhưng mà ai nấy đều cũng vui vẻ để mà hoàn thành tốt cái công việc. Cá này thì những suất ăn sẽ chia ra ngày mai hoặc ngày mốt. Các bữa ăn đều thay đổi liên tục luôn hả cô chú anh chị. Đó gì không? Cái thùng cá. Phía bên trong này thì các cô các chị sẽ phân chia các phần quà nha. Các phần quà gồm có dầu ăn nè, nước mắm. Bên kia thì có đường nữa, đường cát. Tất cả đều là loại nhất hết á má Sáu. Dạ. Có đường ha, dạ. Có đường, có chao, có dầu ăn. Nói chung là các cái xuất phần quà của má Sáu đây thì đầy đủ hết. Dạ. Đây. Nước mắm đều nước mắm ngon luôn ha cô chú anh chị. Của Hồng Phước. Nước mắm này là nước mắm của Kiên Giang mình luôn. Đó. Nhìn những cái phần rất là ấm áp nhiệt tình luôn. Đây là những thùng cá đảm bảo tươi ngon. Má Sáu mua từ ngoài hòn vào nữa cho quý anh chị. Đỡ lên đây, bọc lên, bọc lên. Đỡ nó. Dạ. Cá này cá người đó nha. Dạ. Dạ. Rồi em thấy. Dạ. Đó, đây là những con cá người rất là tươi ngon luôn, còn tươi xanh luôn đó cô chú anh chị. Nó nhìn con cá người nè. Cái này là mình nấu cho ngày mai luôn đó mà. Đúng rồi, nấu cho ngày mai luôn. Dạ. Con cá người tươi xanh để mà kịp làm những suất ăn cho bà con mình. Ở bên kia bây giờ thì mấy bên chị em phụ nữ sẽ chia những cái phần quà giúp má Sáu để mà ngày mai cũng là ngày rằm đó cô chú anh chị. Rằm tháng 7 là một cái rằm lớn, mà tuy nhiên năm nay dịch thì chắc có lẽ cái việc mà từ thiện để mà giúp bà con mình nó cũng được hạn chế trở lại. Thì đây xuất ra những cái phần quà. Mấy chị sẽ chia ra những cái phần quà như vậy nè, gồm có chao, nước mắm, đường và dầu ăn, cộng thêm gạo nữa. Ai làm việc đó cái không khí rất là vui luôn á cô chú anh chị, được giúp đỡ bà con mình trong cái giai đoạn khó khăn này. Mến chào cô chú, hiện tại đã là 9 giờ tối rồi hả cô chú anh chị. Thì ở đây bếp của cô Sáu sẽ tiếp tục làm cái phần cháo để mà gửi tới các anh đang trực chốt. Đây là những suất cháo đang lên luôn nè cô chú anh chị. Đang rất là nóng hổi luôn. Thì đây lên những cái phần cháo.
Đây những phần cháo mà của chú anh chị có đầy đủ hết. Vừa có rau vừa có bắp cải luôn. Buổi tối hôm nay thì ai cũng gã gời hết rồi. Giờ này cũng đã tối đó, nhưng mà cũng phải tranh thủ làm cái suất ăn buổi tối để mà gửi tới các anh trực chốt đang làm nhiệm vụ ở ngoài kia. Tí nữa thì Chung cũng sẽ đi theo mà đoàn để mà cập nhật nữa cho cô chú anh chị mình được xem. Đây những suất cháo còn nóng hổi luôn. Khúc này thì anh em nhóm sẽ chào ở chốt cầu số 2 của chú anh chị để chào cho các anh trực chốt ở đây. Rồi. Xong chưa lấy chưa? Rồi xong. Đây là chốt cầu số 2. Chào cô chú anh chị, vậy là hiện tại anh em của nhóm không đồng, nhóm không sợ chết đã thực hiện xong cái nhiệm vụ tối hôm nay, đó là phát cháo cho các chốt. Cô chú anh chị thì cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ cho ngày hôm nay. Thì hôm nay Chung cũng đã cùng anh em trải nghiệm một ngày tại Thiên Tân không đồng, gặp rất nhiều cô chú anh chị nơi đó, đặc biệt là cô Sáu, má Sáu của cô chú anh chị, má rất là nhiệt tình và nhiệt huyết trong các món ăn để mà gửi tới bà con mình. Sẽ chết gửi tới cô chú anh chị mình hiện tại đang ở các khu cách ly và bà con mình đang gặp khó khăn trong mùa dịch, thì luôn được dồi dào sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Chung cũng xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video.